Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời cho hoạt động 1, trang 15, sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài cho chúng ta như sau. Cho A bằng 28 và B bằng 34. A nhỏ, tính A cộng B và B cộng A. B nhỏ, so sánh các kết quả nhận được ở câu A. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện phép cộng hai số A và B như cộng hai số tự nhiên bình thường. Vậy đây cô sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên là cô sẽ thực hiện phép cộng A cộng B. A nhỏ này, chúng ta có A cộng B chính là bằng, A ở đây là bằng 28. Vậy cô sẽ lấy 28 cộng với B, nghĩa là cộng với 34 đúng không ạ? Vậy là cô sẽ cộng với 34 bằng, chúng ta cộng như bình thường, cô được kết quả bằng 62. Tương tự như vậy, bây giờ cô sẽ lấy B cộng A bằng, B là bằng 34. Cô sẽ lấy 34 cộng với A là cộng 28 và chúng ta được kết quả là 62. Rồi đến câu B. Đề bài yêu cầu chúng ta so sánh hai kết quả vừa nhận được thì chúng ta thấy ngay kết quả của hai phép tính cộng này đều bằng 62 đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ kết luận là kết quả của hai phép tính bằng nhau và cùng bằng 62. Rồi vậy là chúng ta đã hoàn thành xong lời giải cho bài tập hoạt động 1. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết lời giải của các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.